Piu piu piu. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh stream của Piu Piu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng vào trận đấu với bảng A vòng loại Trung Quốc giải I-League Season 3 giữa hai đội đó chính là EP và CAC. Đó là Phantom Lancer và Lina. Trong khoảng thời gian gần đây sau khi update xong thì mình thấy rằng Phantom, Lina và Centaur khá là hot pick. Trong cái đó thì CAC vẫn lựa chọn cái lối vân pick đó là Queen of Pain và Earthshaker để phá để counter thanh niên Phantom rồi chắc chắn. Earthshaker là combo đùng đùng đùng. Phantom bung màu luôn. Và Let's Duck. Thực ra anh có mình thấy rằng có một số team sử dụng con Let's Duck này cho vị trí carry. Và hơn thế nữa bản update này có một cái giáp cái gì ạ? Octarine ORP sao ấy, mình nhớ không nhầm như vậy. Cái giáp đó mà mình nghĩ rằng để cho con Let's Duck để dùng thì nó siêu khủng. Nó tung skill càng nhiều thì tăng máu càng nhiều. Cái tỷ lệ rất là ghê. 5 seconds remaining. Và Night Stalker dành cho EP. Ở đây cũng chỉ là vòng bảng thôi, còn chưa cả đấu bảng xong. Khá lâu nữa. Hiện tại thì giải I-League Season 3 đã có 4 thành viên được góp mặt vào vòng chung kết LAN rồi. Đại diện cho châu Á đó chính là Malaysia, châu Mỹ là Alliance, châu Âu là Empire. Một team được mời đó chính là LGD. Và bây giờ thì còn 4 slot còn lại dành cho vòng loại ở Trung Quốc này. 4 slot liền. Trung Quốc đúng là thời kỳ đỉnh cao của Trung Quốc. Gần như giải nào Trung Quốc cũng rất bá. Ít nhất phải có một team không về nhất thì cũng về nhì. Reserve time. Mà hiện tại update xong, úi dồi ôi, con gì cũng update rồi, bao nhiêu là đồ. Đôi khi cũng hay nhầm lẫn. Ô, Kill of the Light. Vui rồi. VS và Chen dành cho CAC. Kiểu vừa đánh vừa vui đây. Vừa đánh vừa test, vừa đánh vừa chơi. Như trận đấu đánh pop luôn. Thích gì thì đánh, không phải suy nghĩ nhiều. Vậy aggressive và người cầm Let's Duck cho vị trí carry dành cho CAC. Siki sẽ cầm Queen of Pain, một trong những hero thủ của anh đi mid. XZ cầm Earthshaker đi op. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Xem nào, để xem lại cái thông tin về 4 team được mời. 4 team đã thắng vòng loại rồi để đại diện. Here we go. Are you ready? Châu Âu, xin lỗi các bạn, châu Âu. Nhớ nhầm. Có Malaysia này, Alliance, Tinker và LGD. Kiểu đôi khi giải nhiều quá hay bị nhầm lẫn. Cái này cũng là sai sót của mình, kia mình đánh em mình VN check lại trước thì mình sau đó mới nói thông tin cho các bạn, không bị gây hiểu nhầm. Châu Âu đó chính là Alliance, châu Mỹ đó chính là Tinker và châu Á là Malaysia. Vậy tình huống hai team có gặp mặt nhau nhưng chưa thấy có tình huống giao tranh đấm nhau gì cả. Earthshaker chắc chắn là lên fixture rồi. Queen of Pain thì lên cái gì đây? Chưa cộng ra lại thì dồn đam và aggressive. Let's Zap một quả fix của 3 người rất tuyệt vời. Và bây giờ thì Garda dồn đam full block dành cho bên phía EP. Nhưng mà sau đó thì NS cũng lên bảng luôn. Ra này thì aggressive đang cố gắng một pha sùn chuẩn xác vào thanh niên Centaur. Một stun đến từ phía Lina. Chúng được cả hai, rất tuyệt vời. Hai bên đều có những pha stun gọi là thần thánh. Như vậy tình huống vừa rồi chỉ là một đổi một thôi. Và đến lượt cái công cuộc cay cấn hơn đó chính là cướp rune. Rune bounty dành cho Lina.
Vậy cái rune dành cho bên phía EP khổ quá, sao cứ phải đấm nhau nhỉ? Cái rune trên top phải chả ai ăn. Cái rune thì phải đấm nhau suốt đầu mà chán một đối một. Nhưng sao thì first block về bên phía EP thì họ có lợi thế hơn một chút xíu về những cái phút early game như thế này. Do đánh nhau quá lâu nên chẳng nên thành ra support cũng không thể body block cái đạo creep, turn creep lên đầu tiên này. Và Old Chicken sẽ người cầm Lina đi mid cùng với thanh niên Ziki. Các bạn chờ mình xíu nha, xin mấy giây. Đấy. Thì hay quên như vậy đó. Ở dưới bot thì đó là đi lane giữa VS và Aggressive với thằng tay dài và Hara tốt, thì với SL tao cũng không có ra ngoài lane và farm phút của chú nào đâu, có lẽ chỉ là đứng hứng level thôi. Và sau đó thì khi mà có đủ lượng level dưới đó từ tầm độ level 6 thì bắt đầu sẽ tổ chức đi ganh. Với ulti ở quanh xe tao bây giờ rất là bá, đi xuyên được mọi địa hình. Và Elazo đứng đây làm gì đây? Keep of Fly hay Elazo? XZ thì đi lane với Wither và Night Stalker. Nói chung là đều những hero tay ngắn, nhưng có lẽ khi thêm một cái Soaring. Trận đấu này thì nghe vẻ fan không quyết định lên Soaring, lên mua cho một cái gì cho mình một cái giày và một cái khiêng trước à? Mình nghĩ rằng cái con Phantom Lancer này có một cái Soaring là tốt, bởi vì nó có tăng thêm khả năng harass và đi lane. Trong phía này đó là mạng dành cho Let's Duck, một pha truy đuổi, một stun đến từ Garou và Aggressive cũng stun và rỉa giết được mạng của Centaur. Chỉ cần một pha đi lỗi thôi, hai pha stun sẽ đập ngay vào mặt của Centaur và đồng nghĩa với việc mà anh bị bung màu luôn. XZ thì mua cho mình một quả xoài chuẩn chất mango. Xoay đồ xem có đồ mango không. Một stun, wow. Linh đi rất nhanh đến từ phía Siki, rất tỉnh táo trong tình huống vừa rồi. Và giờ này thì một chói đến từ phía trên, một stun đến từ Garou, lại còn có luôn hết nữa. Thì chạy đâu con sâu đây, lại stun đến từ phía con sen tao con stun chết con sen tao bố. Và như vậy hai mạng của Centaur rồi. Ở mid thì nghe vẻ ở Chicken cũng khá đau. Đùm thôi hỏng 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 hình rồi. Hỏng hình rồi, 4-1 dành cho CAC. Tôi nghĩ cái con Let's Duck này farm hay đa số là lên cho mình một cái Last Stone đầu tiên để có tăng lên lượng máu mana regen cho mình. Đùm. Đồ ram chứ không chết. Tại vì căn bản Ezo mới có level 2 cho thanh niên này, kiểu như vừa đánh vừa AFK ấy. Vừa đánh vừa AFK chơi cho vui ấy. Ơ trời. Kiểu slime mua hẳn bình mana để uống. Rồi Arcana Mode dành cho Let's Duck. Tiếp đấu bây giờ mình đang ở phút thứ 3 thôi. Một tình huống mà fan cố dí lên để rỉa được thanh niên XZ. Không có gì nhiều cả. Đây thì thanh niên NS thì đang làm nhiệm vụ đó chính là pull creep. Centaur thì sau khi chết hai mạng ở dưới bot thì anh đã di chuyển vào rừng stack và farm. Bây giờ thì có smoke của VS cũng như là của Chen, thêm một khả năng stun đến từ con Centaur con mà Chen bắt được, và một cái pha búp up từ cái đệ này chặn đường. Một bắn dao vào Ocean đi rất đẹp. Đi ra thì Centaur có MV đi ra. Một stun vào ba người rất tuyệt vời. Thổi lửa Siki lên bảng. Và bây giờ sẽ là Garou. Garou muốn cố dí theo. Và Ocean một chút máu nhưng đã cắn bình rồi. Như vậy là Garou sẽ lên bảng luôn trong tình huống vừa rồi, đi theo Siki. Và Aggressive ra nhưng anh không có mana, không có máu Arcana Mode đâu. Mở lên kia ba cái Magic Stick kia. Rồi dùng muộn thế. Bây giờ thì Chen đang bị truy đuổi, một pha fix của ba người chặn đường siêu đẹp đến từ phía XZ. Aerozo bắn vào không đủ đam để kết thúc liễu được mạng của Q. Bây giờ thì fan đang cố gắng đuổi theo, trời cối không lấy huyền thoại đâu. Cắn bình đến từ XZ rồi, quy được bên Blink lên và sẽ là hú. Như vậy là mạng của Phantom sau một màn mà trời cối bằng trụ mới là mạng của thanh niên Q mà không thành công. Sau 4, có tình huống 2 đổi 3. Đáng lẽ ra bên phía EP họ lời trong pha combat vừa rồi ở mid.
Tại vì những cái fast stun của Sentao rất đẹp, Lina thì không chết. Nhưng mà căn bản tại sao họ quá trẻ cối khi lúc early game này phát tôm mà lấy gì giết người. Mà trông như thế kia lúc đầu chết rất là nhanh, họ thời gian hồi sinh nhanh, trong đó thì TP trụ vẫn còn nguyên. Mà tại sao vẫn cố gắng dí đuổi theo nhờ, mình cũng thấy hơi khó hiểu trong cái tình huống đấy. Nếu như pha đào EP đi về thì họ có lời trong cái pha combat vừa rồi ở mid. Thế này thì NS đã một pha vòng sau. Nhưng mà đó có cả aggressive ở đây, bằng trụ được hay không? Như vậy là không được rồi, họ quyết định rút về. Một ơn cắn cỏ xài để thêm cho mình ít mana, giờ là XZ còn nguyên combo fix xua mini stun các kiểu. Silent được rồi. Bây giờ sẽ vào chặn đường, đánh và đánh. Hóc chết thì thôi. Đây đúng kiểu tư thế dồn vào góc tường và rút máu từ từ. Tỷ số đang là 6 đều. Xin kì kì xì. Nhưng mà thấy update này của Veil mình thì cũng khá tiện khi mà Ward được để vào, chỉ để vào một slot thôi, đỡ tốn. Trong các bản update trước đôi khi cũng khó chịu thật đấy, khi mà cứ phải bỏ một món đồ ra để cầm Ward hoặc cầm xem cũng có thể cắm được. Nhưng bây giờ nó gộp hết vào một ô nó dễ dàng hơn rất nhiều, tiết kiệm hơn để cầm những thứ khác. Mà lúc early game thì cần một món đồ thôi, cả món đồ đó trợ một chút xíu thôi, nhưng mà cảm giác nó đã rất khác rồi. Vậy lên bot này thì không có ai đép cả, với việc mình lên rắc như thế này thì cái trụ này sẽ nổ nhanh thôi. Hai turn creep nữa, nếu như có thêm hỗ trợ của thành viên chen nữa ra thì không cần đến hai turn. Ở đây smoke rồi. Smoke đi đâu đây, ra mid gank tiếp chăng hay như thế nào? Mà đi cùng Ashoker có thể sẽ là ra mid để bắt Lina. NS đang đi giờ rồi, tốc chạy khá nhanh, 113 tốc chạy. Mà sẽ là Fixer vào và stun đến từ phía VS. Bằng trụ luôn rồi, rất nhiều đệ chèn, một phát giáp hơi xịt không thấy nhưng mà đã có stun vào rồi. Fixer cộng thêm một stun đến với Led Zack. 3 fast stun thì chạy đâu con sâu chứ. Chứ mà Dota 2 những cái stun gọi là siêu nguy hiểm. Nó dồn một phát là coi như là xong. Ở lúc early game thì cướp ra cái gì mà này, cướp được ra Liken, cướp được ra BKB. Sợ mid game khó. 3 cái stun này nó dồn vào đầu thì vỡ màu luôn. Việc mà có chen và lét rắc như thế này thì đội hình bên PCC họ rất dễ dàng với việc là cứ trụ sớm và ăn trụ rất dễ dàng luôn. Có TP của EZ xuống để bảo kê cho cái lên top này không bị nổ, khi mà fan đang đẩy lên rất cao. Một cái Basius, à đúng rồi, một cái ring up Basius dành cho fan. Họ rất có thể với cái món đồ này thì sau đó anh sẽ lên cho mình một cái mặt Vladimir. Và fan lên cho mình cái dây chip trước. Trong khi đó thì LT thanh niên mua một cái dây và đang vào rừng thì thấy ô xin lỗi các bạn, đó tình huống mà Chicken đi gank và gặp được Chen. Chen đã phải lên bảng khi mà Kalina tung cả nguyên bộ combo ulti tất cả các thứ luôn. Stun, Dragon và ulti. What the hell? Chết ơi, giờ thì stun chuẩn xác vào Garder rồi, pha đang dí lên và Garder sẽ phải lên bảng tên này. Vẫn là một pha hú từ Ziggy kết thúc mạng của Lina. Trước chữ VF vẫn được hưởng một chút kinh nghiệm trong mạng vừa rồi của thành viên Lina. Một hero remit, mình nghĩ rằng nếu như pha đó VF được hưởng thì anh cũng được khá nhiều. Tại bản update này thì Veil nó chia rất là công bằng. Veil chia tiền cũng như chia XP rất công bằng. Aquila dành cho fan lên Aquila. Thế là lại nhầm luôn rồi. Hỏng thêm dự đoán nữa. Gì đấy, thanh niên lét rắc mua cái gì đấy? Sao lại bị lag hay bị thế nào? Một giày chip à? Có lẽ là lên giày cái này sau đó tách ra mua lại giày chip. Mua giày chip mua nhầm. Một cái 6 tiền dành cho Sentao rồi. Bây giờ anh đang muốn dành tiền để có một cái blink thật sớm, với việc mà hỗ trợ team mở combat hoặc là đi gank.
Chỉ cần mở con mắt đẹp đến từ phía Xander rồi sẽ là cộng thêm một pass to đến từ phía Lina. Và đội hình bên phía EP thì Max Stun luôn. Max Stun luôn. Ai cũng có trừ thanh niên Phantom. À, trừ cả NS nữa. Lina có này, Elazo cái trừ mana đi nhanh cũng dễ này, rồi sẽ tao này. What the hell? Ăn chơi bồn, XZ. Echo Grip. Uè. Đôi khi đánh Puck mình không dám mạnh tay như thế đâu. 18 ở phút thứ 10 rồi, giờ này aggressive. Có lên cái supporter rồi. Lượng network thì Ledzak đang đứng đầu, tiếp theo đó là chính là Phantom và sau đó đến Siki. Chênh lệch thì rơi vào khoảng rất ít thôi, hơn 1.000 tập lượng 1.500 dành cho CDAC. XP lại nghiêng về phía EP. Một chút tiền nữa thì sẽ đủ linh dành cho Centaur. Gara một pha swap được thanh niên Lina, dồn đam luôn và Lina rồi. Như vậy Lina lên bảng luôn, một fixture trúng được thanh niên Phan nhưng anh đã có biến đi. Cả team nói chung vào mid luôn. Ăn được cái trụ thì giặt dẹo. Có một tiền dành cho Phan. Đủ linh dành cho Centaur rồi. Giờ coi từng của Centaur lên cái gậy xanh. Cả team xuyên địa hình. Nhìn thấy rồi, lại swap lại đến từ phía Garder. Một stun đến từ phía Centaur. Như vậy Garder lên bảng. Ulti Lina vào chen nhưng chen không chết. Nhưng có ơn của thanh niên NS được bút vào người chen rồi. Sau đó aggressive đang bị silent và anh cũng không có nhiều mana để có thể tham gia có bác. Và rất nhiều lệ của chen đang chặn đường với vào fixture của Earthshaker trong tình huống vừa rồi. Và đây là ăn đệ thôi, đưa về có kịp hay không. Như vậy đám đệ chết Cycle. Như vậy fit tiền dành cho bên phía EP. Dù sao không được mạng, ăn được mạng của VS nhưng mà thêm một đống bệ cũng khá tiền dành cho team EP. Ngay thì Shinki vẫn còn nguyên combo, XZ cũng vậy. Đang có một ca 8 tiền dành cho XZ và anh cũng đang để dành tiền để lên cho mình cái blink. Phải công nhận là hai team này họ rất là máu chiến. Đánh nhau từ lúc chưa cả thời Ken đến tận bây giờ luôn. Mình thích như vậy. Xem nó rất là đã. Good nè. Xem nó đã cả con mắt luôn. Chứ có nhìn farm farm thì đôi khi rất là buồn. Xem game mà buồn ngủ luôn. Xem này thì mới phải là có hứng thú. Chứ bây giờ combat như thế nào ở đây. Centaur đang chờ đợi sẵn rồi. Và đang có một cái blink. Earthshaker thì chưa đủ. Đã hết smoke. Đã hiện smoke. Như vậy là biết có một thanh niên nào đó đứng ở vị trí trong rừng. Có ping của Ledzak vào khu vực trong rừng rồi. Trừ ra vào swap dài không. Như vậy quyết định không swap. Và giờ này fixture của ES3 không chống ai. Một stun vào thanh niên Keep Up The Line. Và sau đó thì Centaur mở ra combo luôn. Anh đã dồn đam với aggressive. Nhưng sau đó Kill The Line đã lên bảng. Echo tung ra với XZ. Như vậy Centaur lên bảng trong turn vừa rồi. Và NS thì đã di chuyển về luôn sau khi mở được quả ulti. Và sử dụng được một lần cái Grip Ring. Gọi là Fury đi là nhanh. Cái anh của mình công nhận là tồi tệ. Mình cũng rất là tệ. Nhưng đôi khi tệ tệ nói kiểu tếu tếu vậy kia thấy hay hay. Kiểu tiếng Anh thuần Việt.
Phút thứ 15 tỷ số là 13-9. Ledzak hiện tại vẫn giữ net worth cao hơn so với Phantom Dancer của team FP. Trận đấu này thì fan nghe vẻ rất máu chiến, tham chiến. Đâu đánh nhau anh tới ngay. Không phải farm. Đợi xuống lúc mấy tí. Yolo hết mình. Đây thì Siki nghe vẻ còn khá là ít mana. Với tầm cỡ mana như này thì không đủ combo để có thể tung hết cả bộ. Garder có magic lên rồi, ulti của Chen chưa chết được. Garder trừ giáp hú lên từ Siki. Và bây giờ là pha đâu ulti ra, không đủ đam để giết. Garder lên bảng, một phong tỳ của Lina đã vỡ được cái nghiền Queen of Pain rồi. Và Queen of Pain lên bảng, giờ này XZ thì không có chút mana nào khi mà dính quả trứng gà đến từ phía Erzo. Aggressive bị búp ơn và giờ đi Phantom làm thêm các thêm một cú 4-1 thôi. Phi như vậy là bạn dành cho fan. Mạng mega kill của Aggressive và Chen lên bảng luôn trong turn vừa rồi với một pha dragon đến từ phía Old Chicken. Đúng mà không phải gà đâu, tên thì là gà đấy nhưng mà không phải là gà đâu. Một combat mà một đổi bốn những thành viên bên phía CDC, à một đổi bốn cho EP, mình nói ngược rồi. Như vậy là tỷ số đã được nâng lên, đó chính là 14-13 gần cân. Và chú boss này đã đổ tôi thấy TV của thanh niên Queen of Pain ra. Except vào rồi, Echo và một pha combo đã giết chết được thanh niên kia ở slide. Giờ này thì... ôi, Queen! Thôi, cả Earthshaker cũng đi luôn rồi. Double down đến từ phía Lina. Mắc thốn. Làm quả Blink ra ngay giữa lúc thằng Centaur và Blink nó khứa máu cho thế có nhọ không chứ. Mắc nhọ cho Siki, không biết là hôm nay Siki có làm gì hay không, hay là đi bước xuống giường bằng chân trái không biết, hay là ra ngõ gặp gái. Và giờ này thì Lina đã có cho mình gậy lốc hoàn toàn, có thể đi gánh solo giết một thanh niên nào đó. Hiện tại thì nhìn team của CDC thì không có ai có thể tránh khỏi cái bộ combo từ Lina cả, toàn màu giấy thôi, kill được hết, không chắn thanh niên nào cả. Fan thì đang lên cho mình cái gì đấy. Lên Yasa. À, tận 2 cái kiếm 1.000 rồi. Center thì có sau khi có Blink dày máu thì anh sắm cho mình một cái mưa. Phòng trường hợp đi đâu đó trời mưa. NS thì lên tổng BKB chứ không phải một cái gậy xanh. Thường thì NS chủ trí support thì hay lên gậy xanh, gậy xanh trước để lấy thêm sai về cho team và hạn chế sai của đối phương. Có smoke 5 thành viên của bên phía CAC, bây giờ là một pha đi ăn Roshan chăng? Với đội hình này thì có thể Roshan được, rất nhiều lệ của Chen và này thì VS không có mê đây. Nhưng có lẽ dồn đam bởi Siki cũng như Oshiko thì nghĩ rằng ăn được thêm Red Jack nữa. Như vậy là đi vào khu Roshan rồi. Aziz dành cho Aggressive. Đội hình này thực sự thì bây giờ thì rất khó đoán, tại vì nó dựa vào may mắn quá nhiều. Bây giờ cảm giác của ta nó dựa vào may mắn. Như cái pha vừa rồi Siki Blink vào đúng lúc thằng Gen tao nó giậm thằng S. Cái đấy phải là do hên chứ đâu phải là do trình độ không bằng. Nó Siki bay ra để giết thì là đúng rồi cái gì. Mà hên như xe tao làm quả stun rồi khứa luôn cả hai. Thốn. Như vậy là Soulbuster có cho tình hình Aggressive vào trong mình, anh nó có một cái Aegis.
Radiant's top tower is under attack. Trụ sẽ đổ thôi, é là rồi. Trừ mana rồi. Bây giờ tha cái TV ra. Một pha swap của VS cứu Shiki. Và xin tâm mộng của bác. Wow, quả Echo với Phích xuống. Tuyệt vời. Bây giờ này thì Lina đang cố gắng chạy Muscula kia để... Không được rồi, nhưng Muscula có aggressive đã không được tung ra. Và không có solo được Lina. Như vậy là ba có ba vừa rồi, ba mạng dành cho EP. Dư Giang đấu một pha mà xe tàu muốn phi ra vào linh được, nhưng mà VS rất nhanh tẩy, GR rất tinh. Giờ này thì lốc được tình nhiên Shikun rồi, Lina đã phải lốc lên. Sau khi đó là Shiki cho một cái silent vào mặt, thế là hết hết thể hiện luôn. Bloodstone có cho Red Zuck. Dire's bottom barracks is gone. They're near fools. They're coming for Dire's bottom barracks. Hai cái ba tiền cho Shiki rồi. Gậy xanh thẳng tiến hay không? Có thể lựa chọn lên gậy xanh hoặc lên cái BKB. Hiện tại giờ Lina thì sau pha vừa rồi thì nghĩ rằng A đang có 2k, chưa biết được đâu. Lina gậy lốc và hay lên gậy xanh lắm. Thật xuyên BKB luôn mà tăng đam, đam siêu khủng. Giờ là lốc lên combo một stun này. Úi, bị sai lường nhanh thế. Nhanh cái thế thì ai chơi? Còn đấy là vẫn bị chậm. Còn đấy là stun vẫn hơi bị chậm. Chậm mất khoảng độ... phải một giây ấy nhỉ, kịp ra lưng. Cái lốc lên sau đó tung combo của Lina này đôi khi nhìn cũng dễ nhưng mà làm thì nghe vẻ rất khó. Cái khả năng nó trượt còn khá cao. Như một vị thần luôn. Nes đang muốn vòng về phía sau móc lốp đây. Một mình anh ổn hay không đây? Hả thanh niên Ly Lê Lê sai lưng. Đâu được rồi. Radiant's top tower has been attacked. Đã voi thôi. Thanh niên kiểu nhiều skill kia phải silent ngay. Không có tác cũng vỗ mồ vậy. Phantom thì đang đẩy lên top và lên rất cao. Defu đã có cho Phantom. Ủa? Lúc không hiểu mấy thanh niên này mua đồ từ gì. Nhìn thấy khá ảo. Radiant's top tower is under attack. It looks like they're going after Dire's middle tower. Giờ aggressive kiểu như là con hàng để mời các thành viên bên VIP ra nhưng mà không thanh niên nào dám ra cả. Cái này cũng như không ai dám ra. Vì của Lina kia lock lên rồi và sẽ là combo vào Let's Duck. Chạy đầu còn sâu một ulti nữa. Wow, Fixture kìa. Ulti kiểu gì chẳng chết nhưng mà có exit dành cho Let's Duck. BKB được mở bởi để NS và anh đứng phía sau quẩy. Một pha stun 2 đến từ phía Sentao. Aggressive đang bị dồn đam bởi Phan và thanh niên Lina. Sau này thì Sentao lên bảng với những skill của Shiki ra. Một pha thổi ulti rất đẹp đến từ phía Shiki. Nhưng Phan vẫn chưa chết, bây giờ đang cố gắng dồn đam lên. Lại có lốc của thanh niên Chicken ra để cứu thanh niên Phan và tốc biến đi rất nhanh tay. Thực sự đó chính là một pha mà Lina nhầm không chuẩn. Chứ nếu như mà tính chuẩn ấy, thì không có cơ hội để blink đâu. Pha mấy pha vừa rồi thì toàn là Lina stun chậm hơn so với cái lốc stun chậm nên thành ra Shiki vẫn có cơ hội chạy thoát. Pha vừa rồi thì vẫn kịp silent, pha này tốc vài chậm.
Garat. Garat. Chiếc Legon ở phút thứ 25, tỷ số 19-17, có chưa đến 5.000 gold ấy, XP thì vẫn nghiêng về phía EP. 5.000 gold dành cho CAC, không phải là quá nhiều phút thứ 25. Game thoải mái, kéo về lết thì EP không phải xoắn, không phải xuyến. Nghĩa sao thằng Ushaker Echo xịt phát tôm lên sơ là được. Combo hụt, kiểu combo bãi cam như vừa rồi là được. Vậy là có quốc đã nhìn thấy thanh niên Siki rồi. Cả anh ấy Z luôn. Four staff dành cho Ushaker. And Dire's top tower falls right in front of us. Trận đấu này thì bên phía CAC có rất nhiều disable fast tool như EP họ lựa chọn lên BKB sớm, thật sớm để có thể vào combat quẩy nhiệt tình hơn. Thẳng hớt dành cho thanh niên Phan. Phantom Lancer. Chen đang lên gậy xanh, đang còn thiếu tầm độ hơn 400 gold nữa thôi là đủ gậy xanh dành cho Chen. Giờ này đang smoke của thành viên bên phía EP đang di chuyển vào rừng. Có lẽ phải vòng dâm hit thì ăn được mạng của Chen thôi. Và VS và Led Zack cả quên ngay về phía sau. Một tình huống mà có vào hay không đây? Như vậy là quyết định không vào khi mà không có lượng xài của EP ở khu vực đó. Rất là hên xui, EP muốn cái gì đó một chắc chắn cơ. Lúc này thì NS có ulti nhưng có lẽ họ cũng sẽ quyết định không vào. A lucky find. Đến trận chiến của những chiếc BBB. Early game là trận chiến của những skill stun. Bây giờ thì là trận chiến của những chiếc BBB. Lock lên nào. Không, đó là đi về. Không dám manh động. TP về nhanh không nghẹo. Giặt dẹo bây giờ. Farm đủ BKB sau đó mới đánh nhau. Tại Santa cũng đang hướng đến cho mình một cái BKB rồi. Lina đã đủ, NS thì có rồi. Cái họ The Light thì không cần thiết, thành hình đứng ngoài thôi. Trong khi đó đội hình bên phía CAC thì XZ cũng đang hướng đến cho mình một cái BKB. Shinki thì có BKB rồi, Chen thì cũng chỉ đứng ngoài thôi. VS thì lên cho mình một cái hook. Wow. Tính ra trận này tính lên pile luôn chăng hay thế nào đây? Hay chỉ là lên hook cho VS cứng hơn? Aggressive thì cũng đang hướng đến cho mình một cái BKB luôn. Lock lên được kia The Light, ngáo ngờ rồi. Con này đi ngáo đi lạc. Chuẩn cute lạc lối. Như vậy pha vừa rồi NS đã phải mở BKB để né quả stun của VS. Không, anh sợ rằng mình cũng sẽ tiếp bước của The Light. Ê chô, phán à, đi đâu, có đi phu và Queen lên hỗ trợ rồi. Như vậy là ulti của Shinki, hai pha ulti để kết thúc mạng của thanh niên Phantom Lancer. Quyết định là đi bằng chết thôi. Tại Network Zalai thì đó một pha stun lên dồn đam vào Garder, trong khi đó Aggressive bị stun bởi thanh niên Chicken. Đam tí cuối cùng thì cũng tới, thiệt giận mãi, chờ mãi, nhưng mà sau đó thì anh cũng lên bảng luôn. Zalai thì Shinki đang đuổi theo thanh niên Lee. Swap rồi, stun. Bây giờ thì xin Kizo Nam vào. Xong, nó ép lên bảng. Pha vừa rồi thì VS cứng quá. Centaur giờ này thì chắc vẫn chưa đủ tuổi để giết VS một mình. Đấy, VS có hook rồi. Buyback ra từ phía Lina. Một pha bắn mít đến từ phía Elazo. Thổi ra gầm các kiểu thôi. Đẹp trong.
Tôi rằng từ này bên phía CAC họ cũng không có những cái ulti khủng như Echo hay ulti của Queen of Pain. Nhưng mà bên phía EP họ cũng không, dường như cảm giác như họ không có cơ hội để vào. Giờ này thì VL đã ra thì các thành viên bên phía CAC đã phải rút quân về. Chút xíu nữa thôi thì VL sẽ đủ cho mình cục hớt gần đủ rồi. Đang có 1.5k tiền. Smoke người có thành viên bên phía EP và di chuyển vào rừng, bắt được con mồi, bắt được con hàng, bắt được không? Rừng hay Roshan? Rừng hay Roshan? Tình huống rất gay cấn. Nhát quá. Kiểu thế này thì không có mạng đâu. Giờ ping ra Roshan rồi, ăn Roshan được hay không đây? Mình nghĩ rằng cũng hơi khó đấy. Bên phía thì như CAC họ cũng phải không tin đâu, tại vì họ là người ăn Roshan, có Roshan đầu tiên mà. Và Let's Duck là một cái gậy lốc để dễ dàng hơn cho việc mà combo stun của mình. Không khác gì Lina cả. Lốc lên và stun ngay dưới chân. Đầy gai. Gậy xanh có chút sen tao rồi. Quả này ăn Roshan đây, cả team anh từ đây thì anh sẽ phi xuống cướp hết một chú luôn. Đi thôi, chuyển thôi, còn gì phải xoắn. Gậy xanh vào tay sen tao rồi. Đã có pháo quốc đến từ phía trên, hơi khó nhằn. Đã gì chuyển ra rồi, trên cũng có cho mình gậy xanh thì cũng được mệnh một phần linh ra, nhưng mà không mở của bác không thành công đến từ phía sen tao. PKB vừa Siki rồi, nằm trên sen tao rồi, một tình huống không vừa chút nào cả. Chicken đã mở PKB lên và không có gì xảy ra hết. Pai mà lên bởi VS rút quân về thôi. Tình huống đang rơi vào thế bất lợi rồi, khi mà có rất nhiều quân bãi agent, con creep agent mà được chen thu phục này nó cộng khá nhiều. 15% máu. Thế là mất sen rồi, bây giờ con Roshan thứ hai này sẽ dành cho bên phía CAC. Game luôn. Đi soi luôn. Lượn hẳn một vòng. Hóng gió mát. Thôi, Rosa sẽ dành cho Aegis. À, Kamat sẽ dành cho Aggressive. Bạn cả Rosa dành cho Aegis. Trận này mình nghĩ là nhưng mà cũng khó nhỉ. PKB cũng rất cần cho Lina, nhưng mà mình đang thích một cái gậy xanh trước, tại vì mình thích một cái gậy xanh trước, tại vì trận đấu này CDC họ cũng lên khá nhiều PKB, mà có gậy xanh sớm thì Lina sẽ dễ dàng hơn cho việc mà gặp thiên nhiên nào đó bỏ PKB chẳng hạn. Bây giờ chưa có gậy xanh thì sẽ khó hơn cho cái việc mà xử lý đối phương luôn, mà cũng khó khăn thật. Thôi, có lẽ chúng ta cũng chỉ có xem là các cô su đánh thế nào thôi. CAC cũng không phải là một team chìm nghỉm ở Trung Quốc đâu. CAC là một team cũng có tiếng ấy. Có một khoảng thời gian là mưa làm gió luôn. Bố set 2 dành cho Queen of Pain. Rất ăn chơi luôn. Thẳng bố set 2. Ngài đang mang BKB ra dành cho Let's Duck. Guardian, đó là cái dây Arcana Boot mình hay gọi là Arcana Boot 2. Tại vì nó lên từ Arcana Boot và Mekan. Mekan Arcana Boot và Mekan. Combo nào.
Ê chỗ nào. Bum 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 bum. Tung 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 tung. Nhìn thấy rồi sao á? Tình thế. Khó hơn dành cho Phantom Lancer. Fortify nhưng cái trụ này chắc trụ mít nổ rồi. Nhìn đệ của Chen cao to bạm vỡ thế kia không nổ hơi phí. Một swap rồi, Chen tao lại bị rửa đam đầu tiên và anh em Vissalin lên bảng luôn. Garder có bút máu từ phía Chen và đang rửa đam vào Garder. VS thôi mà cứng như thế này thì làm sao mà giết được ai. Bây giờ giờ này sau khi ăn bạn của VS anh còn có nửa máu, đúng là 1/3 máu thôi. Lina thì trong khi đó thì anh nằm một pha stun rồi sao nữa. Mở BKB là hết, ba bác đến phía VS. Thế vậy là hai cái rack dành cho bên phía CAC luôn. Cảm giác hơi bất lực của thanh niên Old Chicken trong combat khi mà đối phương có rất nhiều BKB rồi. Này thì Siki hết mana. Một stun hụt rồi. Bắn ra lên từ phía Elazo. Đang bắn nã đạn AK tự lốc mình lên Silent the Fan. Một phát stun 2 đến từ phía Chicken. Ulti dài không? Lốc lên rồi. Má ơi. Má ơi. Thôi hảo. Sao đó không đủ mana như vậy là GG dành cho chiến thắng dành cho CAC. GG, game đầu tiên CNC có cho mình một chiến thắng đầu tiên và đây là trận đấu bo 2, nguy cơ hòa khá là cao. Chúng ta thử xem game được sao như thế nào. Vãi cả bao nhiêu thằng, cả carry, cả offlane rồi tất cả các thứ dồn down vào thằng VS, thằng support của đối phương mà giết mãi không chết. Chịu. Quánh làm sao được, 36 phút CNC thắng và chúng ta sẽ chơi phút nữa để vào game đấu thứ 2.